Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi ngày 22 tháng 10 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, giá heo hơi đang dao động với biên độ hẹp dưới mốc 60.000 đồng trên 1 kg. Hiện người chăn nuôi đang dè dặn trong quá trình tái đàn để phục vụ dịp cuối năm và mong chờ chính sách nới lỏng kiểm soát xuất khẩu heo qua biên giới nhằm kích cầu ở trong nước. Tại các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay có xu hướng đi ngang, ghi nhận một số địa phương vẫn đang dao động trong khoảng từ 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Chủ yếu rơi vào các tỉnh ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là khu vực Thái Bình, Hưng Yên hay là đối với tỉnh Bắc Giang và Hải Dương. Ngay như các tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc có đàn heo lớn như Thái Nguyên hay là khu vực Vĩnh Phúc và Phú Thọ trong ngày hôm nay, phổ biến giao quanh 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Và các địa phương này vẫn tiếp tục có xu hướng đi ngang. Theo các chuyên gia về nông nghiệp đều nhận định rằng giá heo hơi có thể tiếp tục biến động và không đồng nhất vào ngày mai và tăng nhẹ vào tuần tới do thị trường đang dần ổn định, bà con đang đầu tư tái đàn phục vụ dịp Tết Nguyên đán năm 2023. Cũng theo ghi nhận, giá hơi của công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg tùy loại, heo mảnh ở mức 76.000 đồng trên 1 kg. Hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng sẽ có cuộc họp để xây dựng chuỗi giá trị ngành chăn nuôi với sự tham gia của hiệp hội, doanh nghiệp để lắng nghe các ý kiến đóng góp phát triển ngành chăn nuôi ở trong nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với các địa phương xây dựng ngân hàng thịt heo theo các chuỗi liên kết, phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam có 2 chuỗi liên kết lớn. Đồng thời xây dựng các tổ hợp chăn nuôi quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn sinh học và xây dựng thương hiệu thịt lợn sạch nhằm nâng cao giá trị để tăng giá thịt thương phẩm. Còn đối với các tỉnh ở khu miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục có xu hướng đi ngang với mức giá phổ biến giao quanh từ 54 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở khu Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An hay là đối với tỉnh Hà Tĩnh có mức giá nhỉnh hơn so với các địa phương còn lại. Trong khi đa phần các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ ghi nhận như Quảng Nam, Quảng Ngãi hay khu vực Bình Định và tỉnh Khánh Hòa trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng ít có sự biến động với mức giá 53 cho đến 56.000 đồng là phổ biến nhiều hơn. Tại các tỉnh ở thị trường miền Nam, ghi nhận một số địa phương ở khu vực miền Đông Nam Bộ có mức giá cao, dao động trong khoảng 57.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh hay là đối với tỉnh Đồng Nai. Trong khi đó, nhiều địa phương ở thị trường miền Tây có mức giá 54 cho đến 55.000 đồng. Ngay như tại Bến Tre trong ngày hôm nay, các hộ chăn nuôi phần lớn báo giá 55.000 đồng trên 1 kg. Hay đối với khu vực Cà Mau trong ngày hôm nay, phổ biến 54 cho đến 56.000 đồng. Trang trại heo của anh Vũ Văn Vĩnh ở xã Sông Chầu, huyện Trảng Bom của tỉnh Đồng Nai nuôi cả heo thịt và heo nái. Từ đầu năm 2022 cho đến nay, giá cám liên tục tăng mạnh khiến cho anh Vĩnh đứng ngồi không yên. Anh cho biết thêm, hồi đầu năm giá heo hơi xuống chỉ còn 45.000 đồng trên 1 kg. Hiện nay giá đã có xu hướng nhích nhẹ 55 cho đến 58.000 đồng tùy thuộc vào chất lượng của heo. Trong khi đó, giá cám heo ở mức 350.000 đồng trên một bao. Mỗi con heo hơi phải nuôi khoảng 6 tháng, bán ra với mức 57.000 đồng, tiêu tốn khoảng 5,2 triệu đồng tiền cám, chưa kể các chi phí thuê nhân công, tiền điện nước, tính ra cũng không có lãi. Còn theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai thì phân tích, do giá thức ăn chăn nuôi, giá con giống và các chi phí khác đều tăng, tỷ lệ đàn heo hao hụt do dịch bệnh vẫn khá lớn, nên giá thành chăn nuôi heo hiện nay bị đẩy lên cao. Với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không chủ động được nguồn cung con giống, lo thua lỗ nên hầu như không mặn mà với quá trình tái đàn để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới nữa. Hiện nay, giá heo hơi của Việt Nam với một số nước trong khu vực có sự chênh lệch khá lớn, đơn cử như thịt heo của Trung Quốc đã đạt hơn 90.000 đồng trên 1 kg, hay ngay như Thái Lan cũng đã xấp xỉ 80.000 đồng trên 1 kg. Thị trường Trung Quốc mặc dù đã được chính phủ nước này hỗ trợ bình ổn giá, nhưng nhu cầu tiêu thụ cao sẽ khiến cho giá heo hơi tăng mạnh trong những tháng cuối năm.
Ngược lại, tại thị trường ở trong nước, nguồn cung hiện nay đang khá dư thừa, sức mua yếu, giá giảm gây ra thua lỗ cho các hộ chăn nuôi. Nên chăng nhà nước cần phải điều hành linh hoạt? Hiện nay thịt heo của Việt Nam chưa xuất khẩu chính ngạch, kể cả xuất khẩu sang Trung Quốc nên chỉ có thể giao dịch theo hình thức mậu biên, trao đổi qua vùng biên giới. Chính vì vậy mà giá cả cũng không có nhiều biến động. Còn theo ghi nhận, giá heo hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu vực phía Bắc trong ngày hôm nay, Hà Nội phổ biến mức giá từ 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên trong ngày hôm nay phổ biến giao quanh từ 57 cho đến 60.000 đồng. Thái Bình có mức giá 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg, mức giá 61.000 đồng nếu được tuần xuất hiện thì trong ngày hôm nay ngày càng có xu hướng ít đi trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Hải Dương trong ngày hôm nay có mức giá bình quân từ 57 cho đến 61.000 đồng. Hà Nam có mức giá 56 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng trong ngày hôm nay có mức giá bình quân từ 57 cho đến 59.000 đồng. Quảng Ninh có mức giá 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Trên địa bàn tỉnh Nam Định trong ngày hôm nay có mức giá bình quân từ 57 cho đến 60.000 đồng. Ninh Bình trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Xuân Trường của tỉnh Nam Định trong ngày hôm nay đạt mức giá 58 cho đến 59.000 đồng là phổ biến. Trong khi đó, các tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi như Thái Nguyên có mức giá 57 cho đến 60.000 đồng. Ở Phú Thọ trong ngày hôm nay, phổ biến giao quanh mức giá 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc 57 cho đến 59.000 đồng. Khu vực Bắc Giang trong ngày hôm nay phổ biến 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Heo đẹp ở huyện Yên Thế của tỉnh Bắc Giang, nhiều hộ chăn nuôi vẫn báo giá 59 cho đến 60.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương ở khu vùng cao như Lạng Sơn có mức giá 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Cao Bằng trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 56 cho đến 59.000 đồng. Yên Bái có mức giá 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Lào Cai phổ biến mức giá 57 cho đến 58.000 đồng. Khu vực Tuyên Quang trong ngày hôm nay có mức giá 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Bắc Cạn phổ biến mức giá 56 cho đến 58.000 đồng. Sơn La bình quân từ 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Hòa Bình trong ngày hôm nay có mức giá khá thấp, chỉ giao quanh mức giá từ 55 cho đến 57.000 đồng. Trong khi đó, Lai Châu có mức giá 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Điện Biên phổ biến mức giá 57 cho đến 60.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, có xu hướng tăng nhẹ ở một số địa phương. Theo ghi nhận, Đồng Nai phổ biến mức giá từ 56 cho đến 58.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay cũng chạm mốc 58.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương tăng nhẹ 1.000 đồng ở mức 55 cho đến 57.000 đồng. Tây Ninh tăng 2.000 đồng so với ngày hôm qua và có mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Bình Phước cũng phổ biến trong khoảng 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá 56 cho đến 57.000 đồng. Các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay, Long An có mức giá khá cao khi địa phương này tăng đến 2.000 đồng trên 1 kg và phổ biến mức giá từ 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Đồng Tháp phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. An Giang trong ngày hôm nay có mức giá phổ biến 55 cho đến 57.000 đồng. Vĩnh Long 54 cho đến 57.000 đồng. Khu vực Cần Thơ trong ngày hôm nay có mức giá 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Hậu Giang phổ biến mức giá 55 cho đến 56.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Kiên Giang có mức giá thấp hơn, phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau phổ biến 54 cho đến 56.000 đồng. Bạc Liêu có mức giá bình quân 55.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng tăng đến 3.000 đồng trên 1 kg so với ngày hôm qua và địa phương này dao động trong khoảng từ 54 cho đến 58.000 đồng. Heo đẹp ở một số địa phương bán được với mức giá 59.000 đồng tuy không nhiều. Trà Vinh phổ biến mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Bến Tre trong ngày hôm nay có mức giá bình quân từ 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở khu vực miền Trung theo ghi nhận, Thanh Hóa phổ biến 55 cho đến 60.000 đồng. Nghệ An có mức giá 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay cao nhất đạt 58.000 đồng và đang phổ biến trong khoảng 55 cho đến 58.000 đồng. Quảng Bình 55 cho đến 57.000 đồng.
Quảng Trị phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg, trong khi đó Huế có mức giá bình quân 54 cho đến 56.000 đồng. Đà Nẵng trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 57 cho đến 60.000 đồng, Quảng Nam 56 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Quảng Ngãi trong ngày hôm nay có mức giá 56 cho đến 58.000 đồng, Bình Định phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên phổ biến mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Khánh Hòa trong ngày hôm nay có mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Trong khi đó hai địa phương Ninh Thuận và Bình Thuận không có sự biến động, vẫn dao động trong khoảng 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để cập nhật giá heo hơi hàng ngày của chúng tôi.